Chào mọi người. Hôm nay Vũ sẽ quay mặt hoa năm cánh trắng hồng lan, năm cánh trắng giả hạt, năm cánh trắng hồng tím Đài Loan. Cái bông này mình nở được 2 ngày rồi, bông của nó cũng khá là to. Sẽ quay cận cảnh một tí. Cánh trên này rất là dày, cánh trong thì hơi mỏng một tí. Có một tím rất là đẹp, có mùi thơm nhẹ. Cái này được 1, 2, 3, 4, 5 bông. Nó cũng loại này cũng rất sai hoa và nở một năm có thể nở được 2 lần. Ví dụ cây này nó đã nở rồi, cây này nó đã nở rồi, thì nó bây giờ đây nó nở thêm một lần nữa. Như cây này nó nở ở đây được 5 bông. Thì đến Tết đó, thì chỗ này nó sẽ ra thêm, nó có thể ra thêm một lần nữa ở chỗ này. Thì cây này lại đang ra bông, đang ra hoa ở đây. Thì ở đây đang ra 2 cái nụ. Nhưng mình nuôi tốt đó, thì chỗ này nó có thể đợt sau nó rụng lá hết thì nó vẫn có thể ra được đoạn khúc này. Cây khá là khỏe. Cái này là trồng ở Hồ Chí Minh cho nên thân nó sẽ không được to cho lắm, không bằng nuôi ở trên Lâm Đồng. Nếu mà nuôi ở Lâm Đồng thì cái thân nó có thể gấp đôi thân này. Nhưng cái này mình trồng có chậu đứng lên nó cũng rất là đẹp, cái cây nó sẽ đứng. Đây thì ghép bằng gỗ vú sữa, loại này năm cánh trắng hồng tím này ghép được 3 năm rồi, 2 đến 3 năm rồi. Vụ này nó cũng khá là nhiều thân, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 thân. Người đã cắt một lần thân mạng để quay nguyên cây. Bông cũng màu trắng, bông rất là trắng nè. Cây tơ. Cây này thì nó không mực mập, tại vì nuôi ở Hồ Chí Minh thì cây nó chỉ có nhỏ nhỏ như vậy thôi. Lâm Đồng nuôi to lắm, Lâm Đồng thì nuôi thân có thể gấp đôi này, lá nó bự hơn nữa. Một giò này nó tầm giá thị trường thì một thân như vậy nó dao động từ 300 đến 500 ngàn một thân, 300 đến 500 ngàn một thân. Và hiện tại là em là Vũ cũng đang bán lan trên YouTube và Facebook của em là Võ Anh Vũ. Số Facebook của em là 0942813799, đó là số Facebook, số đã bỏ lâu rồi nhưng mà đăng ký Facebook số đó. Hoặc là anh chị tìm Facebook của em là Võ Anh Vũ là sẽ ra cái Facebook bán lan của em. Còn cái này là năm cánh trắng hồng Đài Loan. Cái rất là mập ha. Năm cánh trắng hồng hồng thì nó sẽ có cái màu hồng đặc trưng là màu hồng 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 nhạt á. Cây này thì nuôi hơn 2 năm rồi. Giò này cũng nhiều thân. Còn cây này rất là bự thôi. Mình chỉ cần nuôi được 2 cây to như vậy là lấy giống, là chăm lấy giống thêm 2 năm là thành được một giò lớn như vậy. Cái này thì hoa này thì nó nở tầm mùa xuân Tết hoặc là ra Tết 1-2 tháng, hoặc là trước Tết. Như năm cánh trắng hồng này thì nó sẽ nở vào tầm từ tháng 8 đến tháng 12. Nó sẽ nở từ tháng 8 đến tháng 12 hay, tại vì giờ nó đã thắt ngọn. Như cây này đang nụ này, cây này đang nụ rất là nhiều nụ ha. Nếu mình nuôi tốt thì nó sẽ từ cái đoạn này 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 đốt. Nếu nuôi tốt thì nó sẽ
nở xong thì nó đoạn này cũng có được vài bông nữa. Rồi em quay đến đây là kết thúc, và cảm ơn mọi người nãy giờ đã xem video này của em. Chào mọi người, hẹn mọi người vào video tiếp theo.